Kính thưa quý ông bà, anh chị em và mọi người đang tham dự thánh lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông. Hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính thánh Matthew tông đồ. Ngài tên là Lê-vi, làm nghề thu thuế, được Chúa gọi làm tông đồ và viết sách tin mừng đầu tiên với tên là tông đồ Matthew, tên Chúa đặt cho khi đi theo người. Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông rằng hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ của người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe thế, Chúa Giêsu bảo rằng: người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Matthew, một trong 12 tông đồ theo sát Chúa Giêsu trong cuộc đời rao giảng. Matthew sinh tại Capernaum, là con của ông Amphê. Có lẽ ông là người có học nên tham gia ngành thu thuế. Một ngày kia, ông đã chuyển hướng cuộc đời sang một ngã rẽ khác. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua chỗ ông đang làm việc, Ngài đến gần bàn để rồi nói với ông: hãy theo ta. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Khi đứng dậy bước theo Chúa, lòng ông tràn ngập niềm vui để ghi nhớ và tạ ơn ngày mình được đổi đời. Ông đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng và mời Chúa Giêsu cùng bạn hữu đến tham dự. Việc làm này cho mọi người thấy rằng ông đã nhận ra được một ơn gọi. Ông có một niềm vui mới, và nhất là về Chúa Giêsu, ông có một người thầy mới. Ông bỏ việc thu thuế béo bở, bỏ cuộc sống êm ấm giàu sang để quyết tâm đi theo người. Matthew đã cùng với nhóm 12 anh em sống bên Chúa Giêsu khi Ngài đi rao giảng. Trong 3 năm đó, ông đã được Ngài dạy dỗ để biến đổi thành một con người mới. Ông đã chứng kiến cái chết và sự phục sinh của thầy mình. Ngày lễ Ngũ Tuần, ông cùng với các bạn hữu trong nhóm được lãnh nhận sứ mạng của Thánh Thần, và một lần nữa ông lại đứng lên. Lần này một mình ông đi lên đường rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu. Ông đã viết sách Phúc Âm thứ nhất, ghi lại những kỷ niệm sống bên thầy, những cử chỉ thân thương, những chân lý trong lời dạy của thầy. Cuối cùng cũng giống như thầy, ông chết vì đạo trên đường đi rao giảng ở tại Ba Tư. Anh chị em thân mến, thông điệp cho thời đại hôm nay là lòng thương xót của Thiên Chúa khi Ngài đã chọn Matthew, một người thu thuế, làm tông đồ. Ngài cũng chọn mỗi một người chúng ta, bất kể chúng ta thế nào. Ơn gọi của Chúa thật là nhiệm màu như vậy. Chúng ta sẽ thấy mỗi phận người là tình yêu, vì Chúa Giêsu gọi và chọn mỗi người không phải vì người đó thánh thiện xứng đáng, nhưng là Ngài gọi và chọn vì Ngài muốn, vì Ngài muốn bày tỏ lòng thương xót yêu thương của Ngài. Như một cuộc cá độ, khi chúng ta nhận lời thách thức rời bỏ sự ổn định của cuộc đời mình để đi theo Chúa, có thể chúng ta sẽ nghèo hơn về vật chất vì phải bỏ những tham vọng trần gian. Đó là điều quá mạo hiểm đối với con người ngày hôm nay. Chọn Chúa Giêsu là đi vào một cuộc mạo hiểm không an toàn về cái ghế địa vị, đi vào cuộc mạo hiểm khi không ổn định về cái túi tiền của mình,
không rầm rộ và đầy ắp những cái bắt tay, những cái nụ cười trần thế. Chọn Chúa Giêsu là đi vào con đường thập giá, nhưng chắc chắn như Matthew, chúng ta sẽ tìm được bình an, vui mừng cùng với những thao thức mà trước kia chúng ta chưa từng biết. Dọc con đường đi rao giảng theo Chúa Giêsu, Matthew cho chúng ta một kinh nghiệm: sự giàu có mà ông có được khác hẳn sự giàu có trần gian trước khi ông bỏ để đi theo Ngài. Đó là sự giàu có của tình yêu, của lòng quảng đại dấn thân, sự giàu có mãi mãi của nước trời. Amen.